Sổ tôm nha mọi người ơi. Không biết có tôm không nha. Này đặt có con cá mà hay gì? Quá trời. Nó quá trời tôm đi. Vô rồi. Cái này luộc rồi, easy luôn. Bao nhiêu ý? Hả? Nhỏ. Hàng ba à? Ừ, này sẽ... Đây đặt lưới này hơi dày, hơi nhỏ. Tao này chắc hàng 4. Bao nhiêu ý nhỏ phê luôn rồi. Hả? Thôi coi. Easy. Ê, đủ mấy thế. Hai mũi quá. Mũi. Không kịp đâu. Thằng ba tôm này, thằng ba. Có nó cù nó đâu còn nhiêu. Ba mấy con? Bốn dữ không? Chịu chưa? Con cái này không có ít đâu nha. Bốn không? Bốn à? Nó tùy bốn, theo bốn cái này. Bốn. Lấy đũa gấp lại. Tùy theo con nó đi không đi nữa nè. Có khi nó đi vô chạy thấy không biết được nhưng mà hai cái chục ký là hai chục cái cũng chục ký. Như có hút có khi là không đón được á, không biết. Không, tôm nhưng mà cứng lắm đúng rồi. Mà tôm mà còn còn